NLTK Bonsai mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại làng hoa Sa Đéc. Đây, và nhiều các bạn nhìn thấy là cái chỗ này rất là quen thuộc. Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay chúng ta sẽ ghé nhà vườn Ngọc Cang cùng giao lưu bà con một số cây và phôi. Nếu các bạn ở đây có ghé nhà vườn cũng có rất nhiều loại cây khác cho bà con lựa chọn. Ở đây mình có chanh sen nè. Đó, chanh sen. Đó, rất là nhiều loại ha. Rồi giấy, hồng, rất là nhiều loại hoa hồng. Đây, nhà vườn Ngọc Cang đây. Và nhớ bà bản này. Ha. Rồi, chúng ta sẽ vô tham quan một vòng ở vườn và cùng giao lưu với anh Cang, chủ nhà vườn. Nè, chúng ta đảo một vòng. Đó, rất là nhiều loại hoa. Nhiều cây bonsai. Đây là lô linh sam. Một hồi chúng ta sẽ cùng giao lưu với anh Cang về những lô lâm sang này. Lô linh sam. Rồi, chúng ta gặp anh Cang nha. Chào anh Cang nha. Chào anh Hiệp, chào bà con nha. Rồi, cảm ơn bà con đã ủng hộ 3 clip vừa qua của mình. Rồi, mình ở địa chỉ ở làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp. Số điện thoại là 0939113319. Xin giao lưu cùng bà con. Rồi, bước vào cây số 1 anh Hiệp ơi. Là cây trung nu. À, cái trung nu lùng lực nha bà con. Này nuôi đang nuôi nửa chừng rồi. Còn cái ngọn mà con về nuôi thêm. Mình đo hoành nó là 21. Đây. Cây số 1B. Chiều cao là 14. Tán rộng là 29. Rồi giao lưu với bà con là 5 triệu. Bao phí ship. Số 1B nha bà con. Đây cây này mình đang nuôi. Còn cái phần ngọn à, với về bà con nuôi thêm xương dâm. Nó thiếu cái cành này với cái ngọn. Cây lùng lực. Rồi. Cây số 2 là một cây linh sam 86. 2B. Giá 500k. Cây này nhỏ mình qua mình không có đo nha bà con. Cái hoành chắc bằng ngón cái ha. Dạ, tay cái. Hơn ngón tay cái xíu. Đó, tay cái đi. Nuôi đùi hết rồi nha bà con. Rồi, bà con về để hoài. Cái này cũng còn thiếu phần sau nè. Mình làm hoài chưa được. Chưa có nuôi cái chi ra đây được. Rồi, 500k 2B nha bà con. Rồi, lên cây số 3. 3B, một cây càng thăng. Cũng già. Cái này mình nuôi được 2 năm mấy rồi. Phôi nuôi 5. 3 năm rồi. Rồi, mình đo cái thăng này đi. Thăng này hoành 12. Dài bộ rễ này nó 17 nè. Dài nè. Cao nó là 22. Tán rộng nó là 30. Rồi cây cành thăng này giao lưu anh em 750 bao phí ship nha. Số 3B. Xây một vòng luôn. Ừ, cứ xây đi. Số điện thoại liên hệ của mình là 0939113319. Cũng là số Zalo. Rồi xuống cây. 750 ha. Dạ, 750 bao phí ship. Rồi lên cây số 4B. Cũng là càng thăng. Một cặp luôn ha. Một cặp này 300k. Bao phí luôn. Anh em quay. Đây nói gì nè. Này nhỏ mà mình cũng không có đo. Đó, cái thằng đó cỡ tay cái nè. Cái cũ này thì nó
cũng khá khá gì đó. Không biết đòi sao. Rồi 300k cho cặp này nha bà con. Bao phí ship luôn. Cho hai phôi này, hai phôi cầm thăng. Rồi. Rồi, xuống cây. Rồi, lên cây mã số 5. Một cây xăm hơn. Rồi, trọn quanh. Quanh 21. Vị trí này 21 nha bà con. Cao là 35. Bàn rộng nó là 49. Rồi xoay vòng tròn luôn. Cây 50 này có giá 2,5 triệu nha. Bao phí ship. Cái này cây này ấy em xin rút cái chậu ra cho dễ đóng hàng nha bà con. Làm bầu lại. 2,5 triệu bao phí ship cho cây 5B. Cây sâm hương, sâm hương Đài Loan. Đùi đà đà có. Và bà con nuôi thêm cái phần ngọn nữa. Rồi xuống. Rồi xuống. Rồi em lên siêu bông. Thôi siêu bông. Mới thu hoạch. Lên sam ha. Lên sam siêu bông. Đây cây mã số, cặp mã số B. Em giao lưu cặp nha bà con. Đây quanh 13. Cây thứ hai quanh 14. Cặp 500k 6 B. Bảo phí ship cho bà con. À, bông nó màu đó. Này, cây bông nó tương tự gì ha. Dạ, bông linh sam siêu bông đó bà con. Đó, linh sam siêu bông, cây này nhỏ thôi. Mà bông nó cái gì vậy ta? Rồi, cái này phôi mới đánh nha bà con chứ không phải là cây sống khỏe nha. Không phải thôi. Giờ chỉ để gì thêm vậy rồi dâm. Giờ lên chồi ra rễ mạnh rồi bà con vô cái chậu mới, thay chậu mới. Rồi lên cây 7 bơi. Xoay một cặp lại cho nó đánh nha. À. Thể đi rồi mình quay. Rồi quanh 13. Vị trí này quanh 13. Đây quanh 10. Đó đo nghe gì đó là quanh 15. Cái cũ bự lắm nha bà con. Mình đo nghe heo á. Rồi xây ơi. 7 bơi này 500k luôn nha, cặp này 500k luôn. 7 bơi. Rồi, bao phí ship cho bà con. Số điện thoại liên hệ là 0939113319, cũng là số Zalo Facebook nha bà con. Rồi, lên cặp số 8. 8 bơi. Rồi. Hoành nó là 14. Rồi cặp này 500k bao phí ship luôn. 8 bơi cho mã số 8 bơi 500k bao phí ship. Em vô luôn một cặp nha bà con. Rồi xuống rồi. Rồi lên cặp 9 bơi. Cặp 9 bơi. Cặp này em đo hoành hai thăng của nó là 16. Cây bên đây là mình 11. Rồi cặp này cũng 500k 9 bơi. Bao phí ship cho bà con. Xuống kè. Rồi lên cặp 10 bơi. 10 bơi. Hoành thăng cái này. Dướng. Rồi hoành 15. Rồi vị trí này hoành 15. Hoành 13. Cặp 10 bơi này 500k bao phí ship cho bà con luôn. Thôi mới đánh lên nha bà con. Đánh lên bầu về bà con để vậy dâm chờ ngày sống khỏe rồi thay ra chậu.
bà con tới kích rễ tận 2-3 lần, phun mát thăng là ổn. Rồi lên cặp số 11 11B. Hoành vị trí này là 18. Đây 13. Cặp 14B này, 11B này là 500k. Bao phí ship luôn. Số điện thoại liên hệ là 0939113319, cũng là số Zalo nha bà con. Bà con nào đặt hàng số lượng lớn cũng có luôn. Rồi kết thúc cặp này rồi ra lô bán lô 10 cây. Zalo lô ha. Dạ, Zalo 10 cây. Rồi, đây là một lô 12. 12B. Rồi, 12B thì trồng hoành nó 10 đến 13 đi. Lô này bao nhiêu cây căn? Lô 10 cây anh đó hả? Rồi, một lô 10 cây. Lô 10 cây, 12B nè. À, giá lô này sao? Là 1.7 triệu bao phí ship. À, 1.7 triệu một lô 10 cây. Dạ, lô 12 nè. Mã số 12. Mã số 12B, lô 12B. Là 1.7 triệu. Vô anh nào. Hả? 1.7 triệu cho 10 cây bao phí ship. Lô này khá khá. Cây nó tương tự dạ. Nhau không ha? Dạ. Một lô 10 cây, 1.7 triệu. Bao phí ship luôn. Dạ. Rồi, lô 13B. Này, quay cho bà con coi. Đó, xây vòng tròn lại. À. Đó. Đó. Ừ. Rồi nhắc lại lô cho bà con nghe. Lô 13B 10 cây ha. Dạ 10 cây, giá 1.7 triệu, bao phí ship cho bà con. Nếu bà con mua số lượng lớn thì liên hệ với anh Cang, còn có thể giảm giá là thương lượng với bà con nữa ha. Như cây này hoành nhỏ nè, hoành nhỏ thì nó cỡ 10. Còn mấy cây này là hoành 11, 12 không à. Qua. Rồi qua lô 14. Lô số 14. 14B. À. À, phía sau là còn rất là nhiều đó mà anh Cang chưa có vô vô bầu à, còn để còn trong bịch đó, số lượng rất lớn nha bà con, có gì liên hệ với anh Cang ha. Đây coi từng cây ha, đó. Uống lượng cây nào cũng uống lượng hết, một lô nó tương tự nhau. 14B giá 1.7 triệu. 1.7 triệu 10 cây. Bà con mua số lượng lớn nè, anh Cang còn rất là nhiều nha. Đó, mình thấy phía sau là rất là nhiều. Rồi, qua lô 15. 15B. Đây. Đó. 15B. 10, 11, 12, 13, trung bình là 12, 13 là nhiều. À. Không có 10 chắc không có 10. Đâu. Lô 15B nha bà con, 10 cây 1.7 triệu bao phí ship. Rồi lô 15B 10 cây. Rồi đây. Và lô số 16B 16B cũng 10 cây. 10 cây. 10 cây 1.7 triệu bao phí ship cho bà con luôn. Đó, uống lượng cũng giống tương tự nhau. Nó chỉ xê xích nhau cái hoành không có bao nhiêu ha, 1-2 dạ. Thôi. Dạ. Hoành nó cỡ. Một lô 10 cây giá 1.7 triệu. Bao phí ship. Rồi. Liên hệ là 0939113319 để đặt hàng nha bà con, cũng là số Zalo luôn. Rồi qua lô số 17. 17B. Đó, cây ạ.
vải vơi, 10 cây 1 triệu 7 bao phí xếp cho bà con. Thì bà con nào chơi thì về côn cành lại ha, theo ý. Sẽ qua thì để cục đường, có đường hang lắt léo rồi. Rồi. Tương tự, cây cũng 90 với nhau không à. Rồi bà con nào mua lẻ thì alo mình luôn. À, có bán lẻ luôn ha. Dạ, có bán lẻ mấy cây riêng, cây thì giá nó khác. Cây lẻ giá khác ha. Giá khác. Rồi trong lô này là mình bán 10 lô nha bà con. Ừ. 10 cây. Lô 10 cây. Lô 10 cây. Giá 1 triệu 7. Bao phí ship cho bà con, số điện thoại liên hệ là 0939 113319. Rồi. Xin chào bà con. Rồi xin. Lô 17 cũng kết thúc clip của anh này ha. Dạ. Rồi chúng ta sẽ đảo một vòng vườn của anh Cang ha.